Chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh em lắp lam xích và cách khởi động máy Steel của Đức áp dụng cho máy 170, 180, 250, 230, gần như là các hệ thống cò ga, le gió khởi động của Steel gần như nhau, toàn bộ là như nhau. Đây là công tắc khởi động của máy Steel của Đức từ 170, 180, 230 cho đến 250. Bóp cò ga vào, đẩy hết cái công tắc xuống dưới cùng. Đây nước le gió. Các anh em giật nổ, thấy máy báo nổ rồi, anh em lấy một ngón tay đỡ nhẹ lên một nấc thứ hai trên này, gọi là nấc lửng. Đỡ cò ga lên cho dễ nổ. Anh em giật nổ quay lại, thấy máy chạy và rú ga to sẽ chạy. Anh em bóp cò ga tách đấy, là lên cái nấc chữ Y này, là nấc nổ để cắt. Đẩy lên trên cùng là nấc cắt. Bây giờ mình hướng dẫn các anh em lắp lam xích. Ta tháo hai ốc ra. Thì tăng xích của 250 thì nằm ở sườn này, còn tăng xích của 170, 180 thì nằm đằng trước đây. Chỉ khác nhau mỗi vậy thôi. Ta dở ra. Đầu tiên chúng ta lắp xích vào lam như thế này. Ta móc xích vào lam. Tăng xích của 250 nằm ở đây. Chúng ta vặn về hết nấc cuối cùng. Về hết nấc cuối cùng. Chúng ta móc xích vào. Móc xích ăn vào chung côn đây. Và bắt chung côn. Thì nó sẽ sập. Cái tăng xích này nó sẽ sập vào cái lỗ ở lam đây. Đấy, như nào. Các em nhìn thấy chưa? Để chúng ta đặt ốp vào. Chúng ta nới tạm hai ốp vào. Rồi sau đó chúng ta tăng lên. Tăng cho xích lên. Tăng xích tăng lam đi. Sau đó chúng ta đặt máy xuống như này. Chúng ta đặt cái đầu của cái trong vặn ốc này và tháo buji này vào đây, chúng ta đẩy lên. Thế chạy được này là được. Như thế là chúng ta đã lắp xong. Chúng ta vặn chặt lại. Rồi chúng ta khởi động cho máy chạy là ok. Và các anh em nhớ là chúng ta đặt cho nó đúng chiều của lưỡi cưa. Chiều của cái lưỡi cưa này. Như các anh em đặt cái này, cái đầu sắc này để cắt gỗ này, nó quẹt vào trong như thế này sẽ là sai. Đây, chúng ta quay ngược quay lại này là để vặn nới lỏng quay ra. Các anh em nhớ nhé, như thế là sai chiều, phải đặt cái mắt cắt này. Mắt cắt sắc này, quay về trước này là đúng. Các anh em nhìn lại nhé, đặt vào chung côn. Chúng ta đặt sập cái tăng này vào cái lỗ này của lam.
ốp lăng một vòng, chúng ta vặn lại. Đó, bạn quay tiến về đằng trước này, tăng xích lên. Đó, chúng ta vặn nó rồi. Chúng ta kiểm tra cái chân này nó phải hơi trụt, hơi cao lên một tí này, hơi trùng một tí, tức là cái chân xích nó phải hơi kéo lên thành làm này. Đó, thì như thế là không bị căng quá. Chúng ta chạy được. Xong rồi chúng ta bắt chặt ốc lại, hai ốc này là xong. Và trong quá trình cắt chúng ta lưu ý đến cái thắng phanh đằng trước này, nó vô tình bị sập xuống này, chúng ta cắt bóp cò gà thì máy sẽ không chạy, hại côn. Chúng ta phải kéo lên này. Chào tất cả các anh em.